Xin chào các bạn, hôm nay công ty tin học Fanny chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi giữa các template và xem vị trí đặt module của từng template trong Joomla. Để làm được điều này, đầu tiên các bạn truy cập vào trang quản lý của website. Trong trang quản lý của website, để xem được template nào các bạn đang sử dụng thì đầu tiên các bạn vào extensions. Trong extensions các bạn chọn template manager. Phần template manager hiện ra, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy template mà chúng ta đang sử dụng, đó là template thứ 3 của Joomla. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào website của chúng ta và xem vị trí đặt module của template này. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một số vị trí của gói template này. Các bạn có thể đặt những module mà các bạn thích lên các vị trí ở trong template này. Tiếp tục, chúng ta cùng đi qua gói template khác của Joomla. Để chuyển một gói template, đầu tiên các bạn sẽ chọn vào object ở trước template đó và nhấn vào default. Chúng ta cùng quay trở lại trang web để kiểm tra vị trí của template này. Chúng ta cũng có thể thấy một số vị trí ở trong gói template này. Các vị trí này thì các bạn hoàn toàn có thể đặt các module lên. Chúng ta cùng chuyển qua gói template khác của Joomla. Chúng ta có thể nhận thấy một vài vị trí trong gói template mới này. Và các bạn nên lưu ý, chúng ta trong website của chúng ta có thể sử dụng nhiều gói template. Tuy nhiên, có những module khi chúng ta đặt chúng trên vị trí của template này thì khi chuyển qua gói template khác thì module này sẽ không hoạt động. Bởi lẽ chúng ta chưa gắn đúng vị trí của module trên template đó. Các bạn hoàn toàn có thể lên mạng để sưu tầm và download những template mới của Joomla. Sau khi đã download xong, các bạn có thể copy phần template các bạn vừa tải xuống vào trong thư mục template của Joomla và bật chúng lên trong trang quản lý. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi giữa các template cũng như xem vị trí đặt module của từng template trong Joomla. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Mọi ý kiến thắc mắc, các bạn có thể liên hệ lên website fananhuy.vn để được giải đáp ý kiến thắc mắc của các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Xin cảm ơn.